mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang tới cho anh chị và các bạn một mẫu xe trong phân khúc hạng D Mazda 6 phiên bản máy 2.0 sản xuất năm 2015 xe có ngoại thất màu đỏ nội thất ghế da màu đen đầy đủ những tiện nghi option hiện đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình Số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn ca hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, vào check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Tìm hiểu thông tin về chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 sản xuất 2015 này. Tất cả các chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Trong quá trình quay, anh chị và các bạn cần xem kỹ cận cảnh những cái phần nào. Hãy liên hệ để em có thể là chụp hình ảnh hoặc là em sẽ video call anh chị và các bạn cùng trao đổi trực tiếp với em. Ở phần cốp thì nó sẽ có những cái không gian cốp chứa đồ rất là rộng rãi. Bên dưới cái phần nỉ cốp thì nó sẽ có những cái phần như lốp sơ cua, đồ người kích lốp. Đây là những cái phần đinh tán, keo chỉ. Ở đằng sau thì nó cũng vẫn đầy đủ những tính năng an toàn như là hệ thống đèn cảnh báo này. Cam lùi cảm biến đùi giúp anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn trong các cung đường khuất tầm nhìn. Những phần nốt sơ cua, chất lượng nốt vẫn còn rất mới anh chị ạ. Vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất này. Đồ nghề kích lốp, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Với một mẫu mộ xe hạng D thì nó sẽ có nhiều tính năng để anh chị và các bạn trải nghiệm hơn. Một dàn lốp của chiếc xe trang bị là dàn lốp mít cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành. Nó êm ái hơn, với không gian ghế ngồi hàng ghế thứ hai thì ta sẽ cùng mở cửa và quan sát bên trong. Với bệ tỉ tay, cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời được trang bị đầy đủ. Không gian ngồi thì rất là rộng rãi. Chất lượng ghế da cao cấp, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi. Và đây là những phần cửa gió điều hòa điều chỉnh nhiệt độ cho phía sau, cho người ngồi phía sau. Và những cái phần con ốc bản lề các chi tiết này để có thể đánh giá được là cánh cửa có bị tháo hay không Anh chị và các bạn có thể nhìn qua Những đường led tổng quan hiện trạng của chiếc xe nó có như nào Em quay gốc nguyên như vậy cho anh chị và các bạn có thể tham quan Và cùng đánh giá với em Với tầm giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ khoảng dưới 460 triệu thôi Là anh chị bạn thể sở hữu một chiếc xe Trong phân khúc hạng D kiểu dáng sedan Với nhiều tính năng công nghệ nổi trội để mà sở hữu một chiếc xe trong cái tầm giá hơn 400 này mà sản xuất 2015 này anh chị và các bạn sử dụng một chiếc Toyota Camry chẳng hạn cùng đời thì nó giá nó sẽ cao hơn đấy anh chị ạ. Một chiếc rất đáng để anh mua về cảm giác lái cũng như là tính năng. Đây là những cái tiện nghi của chiếc xe anh chị có thể thấy qua. ghế thì trang bị chỉnh điện và có nhớ ghế hai vị trí với những phần ghế da màu đen viền chỉ đỏ cùng với chất lượng từ những phần ghế lái và ghế phụ hệ thống phanh tay vẫn sử dụng là phanh tay cơ và những cái phần như cần số trang bị cần số dích rắc rồi màn hình đặt nâng cấp lên màn hình Android rồi vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn với Mazda 6 thì nó sẽ có bản 2.5 và 2.0. Bản em đang giới thiệu anh chị và các bạn đây là phiên bản máy 2.0. Xe lắp ráp trong nước. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua một chút về chi tiết về khoang máy của chiếc xe. Để anh chị và các bạn có thể thấy được là cái tầm giá 460 triệu có hợp lý hay không. Với cái giá bán trên thì em vẫn còn thương lượng và thỏa thuận anh chị ạ. Hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 50 đến 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu vay như thế nào thì hãy liên hệ để em có thể tư vấn và gửi anh chị và các bạn bảng kê chi tiết. Giúp các bác có thể hiểu sâu hơn và cũng như nắm bắt được thông tin về tình trạng trả khóc của chiếc xe để mình có thể cân đối tài chính của mình. Đây là những cái phần máy móc rồi nhà hệ thống ốc bắt bèo, ốc uh, lacabo, những đường dập nổi, dập tròn của nhà sản xuất và chiếc xe Mazda 6 2.0 sản xuất 2015 hiện đang được chào bán với mức giá là 460 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.